Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông Một chiếc thang dài 3 mét cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng bằng bao nhiêu để nó tạo được với mặt đất một góc an toàn 65 độ, tức là đảm bảo thang không bị đổ khi sử dụng. Một nhỏ, các hệ thức Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh huyền A và các cạnh góc vuông BC Câu hỏi 1. Viết các tỉ số lượng giác của góc B và góc C, từ đó hãy tính mỗi cạnh góc vuông theo A, cạnh huyền và các tỉ số lượng giác của góc B và góc C. B. cạnh góc vuông còn lại và các tỉ số lượng giác của góc B và góc C. Từ các kết quả trên, ta có định lý sau đây. Định lý. Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng A cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với cosin góc kề. B, cạnh góc vuông kia nhân với tan góc đối hoặc nhân với cotan góc kề. Như vậy, trong tam giác ABC vuông tại A, hình 25, ta có các hệ thức. Cạnh B bằng cạnh A nhân sin góc B bằng cạnh A nhân cosin góc C. Cạnh B bằng cạnh C nhân tan góc B bằng cạnh c nhân cotan góc c, cạnh c bằng cạnh a nhân sin góc c bằng cạnh a nhân cosin góc b, cạnh c bằng cạnh b nhân tan góc c bằng cạnh b nhân cotan góc b. Ví dụ 1: một, một chiếc máy bay bay lên với vận tốc 500 km/h. Đường bay lên tạo với phương nằm ngang một góc 30 độ. Hình 26. Hỏi, sau 1,2 phút, máy bay lên cao được bao nhiêu km theo phương thẳng đứng? Giải. Giả sử trong hình 26, AB là đoạn đường máy bay bay lên trong 1,2 phút, thì BH chính là độ cao máy bay đạt được sau 1,2 phút đó. Vì 1,2 phút bằng 1 phần 50 giờ, nên AB bằng 500 chia cho 50, bằng 10 km. Do đó, BH bằng AB nhân sin góc A, bằng 10 x sin 30 độ, bằng 10 x 1 phần 2, bằng 5 km. Vậy, sau 1,2 phút, máy bay lên cao được 5 km. Ví dụ 2, với bài toán đặt ra trong khung ở đầu bài 4, chân chiếc thang cần phải đặt cách chân tường một khoảng là 3 x cosin 65 độ, sấp xỉ bằng 1,27 m. Hai nhỏ, áp dụng giải tam giác vuông. Trong một tam giác vuông, nếu cho biết trước hai cạnh hoặc một cạnh và một góc nhọn thì ta sẽ tìm được tất cả các cạnh và góc còn lại của nó. Bài toán đặt ra như thế gọi là bài toán giải tam giác vuông. Lưu ý rằng, trong kết quả của các ví dụ và các bài tập dưới đây, nếu không nói gì thêm thì ta làm tròn đến độ với số đo góc và đến chữ số thập phân thứ ba với số đo độ dài. Ví dụ 3. Cho tam giác vuông ABC với các cạnh góc vuông AB bằng 5, AC bằng 8, hình 27. Hãy giải tam giác vuông ABC. Giải. Theo định lý Pythagore ta có. Cạnh BC bằng căn bậc 2 của AB bình phương cộng AC bình phương bằng căn bậc 2 của 5 bình phương cộng 8 bình phương xấp xỉ bằng 9,434. Mặt khác, tan của góc C bằng cạnh AB chia cho cạnh AC bằng 5 phần 8 bằng 0,625. Cha bảng hay dùng máy tính bỏ túi ta tìm được góc C xấp xỉ bằng 32 độ, do đó góc B xấp xỉ bằng 90 độ trừ 32 độ bằng 58 độ. Câu hỏi 2. Trong ví dụ 3, hãy tính cạnh BC mà không áp dụng định lý Pythagore. Ví dụ 4. Cho tam giác OPQ vuông tại O có góc P bằng 36 độ, PQ bằng 7, hình 28. Hãy giải tam giác vuông OPQ. Giải. Ta có góc Q bằng 90 độ trừ góc P bằng 90 độ trừ 36 độ bằng 54 độ. Theo các hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông ta có OP bằng PQ nhân sin Q bằng 7 nhân sin 54 độ xấp xỉ bằng 5,663. OQ bằng PQ nhân sin P bằng 7 nhân sin 36 độ xấp xỉ bằng 4,114. Câu hỏi 3. Trong ví dụ 4, hãy tính các cạnh OP, OQ qua cosin của các góc P và Q. Ví dụ 5. Cho tam giác LMN vuông tại L, có góc M bằng 51 độ. LM bằng 2,8, hình 29. Hãy giải tam giác vuông LNM. Giải, ta có góc N bằng 90 độ trừ góc M bằng 90 độ trừ 51 độ bằng 39 độ. Theo các hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông ta có LN bằng LM nhân tan M bằng 2,8 nhân tan 51 độ sấp xỉ bằng 3,458 MN bằng LM chia cho cốt của 51 độ Sấp xỉ bằng 2 8 chia cho 0 phết 6.293. Sấp xỉ bằng 4 449. Nhận xét. Cũng như trong ví dụ 3, ở đây ta có thể tính MN bằng cách áp dụng định lý Pythagore. Tuy nhiên khi đó, trong việc sử dụng bảng số và máy tính, ta sẽ gặp các thao tác phức tạp hơn. Do đó, khi giải tam giác vuông trong nhiều trường hợp, nếu đã biết hai cạnh, ta nên tìm một góc nhọn trước sau đó dùng các hệ thức giữa cạnh và góc để tính cạnh thứ ba. Cách này có thể giúp cho việc thực hiện các phép toán bằng bảng số và máy tính đơn giản hơn. Bài tập Bài tập 26 Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 34 độ và bóng của một tháp trên mặt đất dài 86 mét, hình 30. Tính chiều cao của tháp làm tròn đến mét bài tập 27. Giải tam giác ABC vuông tại A biết rằng A. B bằng 10 cm, góc C bằng 30 độ. B. C bằng 10 cm, góc C bằng 45 độ. C. A bằng 20 cm, góc B bằng 35 độ. D. C bằng 21 cm. B bằng 18 cm. Luyện tập bài tập 28 một cột đèn cao 7 mét, có bóng trên mặt đất dài 4 mét. Hãy tính góc, làm tròn đến phút, mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất, góc alpha trong hình 31. Hình 3132 các em nhờ giáo viên hướng dẫn. Bài tập 29 Một khúc sông rộng khoảng 250 mét, một chiếc đò trèo qua sông, bị dòng nước đẩy xiên nên phải trèo khoảng 320 mét mới sang được bờ bên kia hỏi dòng nước đã đẩy chiếc đò lệch đi một góc bằng bao nhiêu độ. Góc alpha trong hình 32. Bài tập 30. Cho tam giác ABC, trong đó BC bằng 11 cm, góc ABC bằng 38 độ, góc ACB bằng 30 độ. Gọi điểm N là chân của đường vuông góc kể từ A đến cạnh BC. Hãy tính A. Đoạn thẳng A N. B. cạnh AC gợi ý kẻ BK vuông góc với AC. Bài tập 31. Trong hình 33, AC bằng 8 cm, AD bằng 9,6 cm, góc ABC bằng 90 độ, góc ACB bằng 54 độ và góc ACD bằng 74 độ. Hãy tính A. cạnh AB. B. B góc ADC. Bài tập 32. Một con thuyền với vận tốc 2 km một giờ vượt qua một khúc sông nước chảy mạnh mất 5 phút. Biết rằng đường đi của con thuyền tạo với bờ một góc 70 độ. Từ đó đã có thể tính được chiều rộng của khúc sông chưa? Nếu có, hãy tính kết quả. Làm tròn đến mét.